ชาลึงกับเว้ยพ่อแม่เอ็มดูรันที่สุดที่สาวมาตุ่มมาพัวสนับสนุนสนับสนุนจะแข่งข่าวขันชุดพ่อแม่เอ็มสุดแข็งเย็นกินพระใจกระจายมาเนอะข่าวการเล่นสมัยชุดแม่เนอะว่าสลายลงไปอ่ะตั้งใจชูว่าชุดตาเล่นชื่อเชิดเต้าเลยว่าชิคกี้พายไอ้เจเล่นขอบคุณต่อเลยนะđúng là an cư thì mới lập nghiệp. Ngôi nhà không chỉ là nơi để che nắng che mưa, là thành quả lao động của gia đình sống vất vả vợ lo toan, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cộng đồng chất chiêu anh chị mới có một ngôi nhà khang trang như thế này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Thực sự có lẽ nếu như sinh nhật, lễ hội và Tết được diễn ra và lặp lại hàng năm, còn đối với một ngôi nhà mới để đối với một chúng ta được diễn ra một lần, trong dân gian có một câu tổ châu hỏi vợ làm nhà chứ ba việc. Có gì có lẽ ta vẫn là cùng nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta không thể không tôn vinh những người thợ để đá viên gạch, thanh sắt, thanh gỗ để đối với nhau thay một thể thống nhất định mới có được một ngôi nhà khang trang như thế này. Và ngày hôm nay gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 21 tháng 9 2024, tức là ngày 19 tháng 8 năm Giáp Thìn, là ngày mật đẹp tháng thiệt lành. Gia đình năm chồng tổ chức bữa cơm thân mật tại gia đình anh chị Phan Quỳnh, Quỳnh Vương, bản Tàu Khứng, xã Pa Ha, Pa Kinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Gia đình sức khỏe, chúc cho toàn thể quý vị ăn cơm no say rượu chè vui vẻ để tân gia để làm nguyên khăn chăn nâng cô mẹ em nồng đồ làn người ai ý nồng đồ làn nhau hóa ca rú là tháng ma tủng ma pua xung đồ xung làn nồng đồ làn bố miệng xưa. Rất là cảm ơn cô mẹ em, chúc sức khỏe cô mẹ em hảo khăn duyên kinh phát tài cả khai màn nơ mày hay mày hay bỏ củ chay mày ra bỏ cặp cuộn ra hảo khăn em nơ. Vâng, sau đây các anh chị có món quà để tặng anh chị tân gia của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay ạ. Anh Quý Thiếu đến từ bản Quốc Bộ Dương, xin mời anh chị ạ, xin mời hai em. Bà con của bạn chị ạ, cho một tràng phát tay cho bà Quý ơi, xin mời luôn em bà ơi, có mời khỏi đâu. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ, cảm ơn hai em. Vâng ạ, tiếp theo chương trình gia đình em Huyền Đông ạ. Em Huyền Đông ạ. Phát trả qua ở ai ý nào. Vâng, cảm ơn chị, có thể cảm ơn em nhá. Cảm ơn gia đình ạ. Hả ra đây nữa, để kỳ các bài màn nữa. Đừng chơi chẳng đi nữa. Hôm nay hãy bảo khả nữa. Lên cổ hê. Vâng, cảm ơn xin rất nhiều ạ. Vâng, gia đình tiếp theo. Xin mời gia đình em có hộ mặt. Để trao quà cho anh chị ạ. Có mỹ trường đi có mỹ phải mỹ ngơi ma ở xung lý xung hồng xung là nào khả nơi nơ rồi nơ. Thế thì cả khai mạng nơ.